Hello, xin chào các anh em. Chào mừng các anh em đến với kênh KTC Coin, kênh chuyên chia sẻ về kiến thức, kinh nghiệm, tin tức của thị trường crypto hay còn gọi là thị trường tiền điện tử. Thì cũng như cái video trước mình đã chia sẻ và nói ra những cái ý định của mình. Thì bắt đầu mình sẽ thực hiện những cái chuỗi video phân tích về xu hướng thị trường đều đặn cho anh em. Cái thứ hai là mình sẽ dạy cho anh em cái cách giao dịch, hay gọi là phân tích kỹ thuật đấy. Thì mình sẽ thực hiện một chuỗi các video như vậy. Thì rất mong các anh em ủng hộ mình bằng cách subscribe kênh, đăng ký kênh đó, hay là và chia sẻ đến cho tất cả mọi người cùng biết đến. Thì quay trở lại cái video hiện tại này ấy, thì mình đang muốn làm một cái bài nhận định về xu hướng của thị trường Bitcoin, của thị trường crypto, đặc biệt là đó là cái biểu đồ của Bitcoin, nó anh cả thị trường, nó sẽ dẫn dắt thị trường, thì chúng ta sẽ theo dõi và chúng ta sẽ sát sao nó để chúng ta nắm bắt được cái thị trường nó biến động như thế nào. Thì mình sẽ phân tích, mình sẽ nhận định cái xu hướng của Bitcoin trong cái thời gian ngắn hạn và trung hạn sắp tới. Và chúng ta sẽ bắt đầu đi vào cái nội dung chính của video ngày hôm nay nhé. Và đây chính là biểu đồ ngày Bitcoin. Thì nhận định về xu hướng ấy, thì thực ra thì bằng mắt thường các bạn cũng có thể nhìn rất rõ được xu hướng hiện tại của Bitcoin như thế nào. Đây chúng ta để ý này, khi mà giá nó về nó lên đến cái đỉnh 65, gần 65, gần chuẩn tròn, nhưng mà nói chung là tròn là 65k, thì chúng ta thì thấy giá từ 65k nó bị dồn một phát, nó xả một phát về đến 47k. Chúng ta nhìn bằng mắt thường chúng ta nhìn thấy rõ là thị trường đang đi xuống rất là mạnh. Đấy, bằng mắt thường này, những cái nến này, đó, những cái nến này, nến đỏ này, thì thực tế là chúng ta nhìn bằng mắt thường chúng ta biết được là xu hướng hiện tại nó đang là giảm rồi. Đó, sau đó thì nó hồi lên một chút này. Đó thì bằng cái mắt thường là chúng ta có thể nhận định được là cái xu hướng thị trường này như thế nào. Và thứ hai là chúng ta có thể nhận định bằng các game MA chẳng hạn. Đó thì cái về về cái quan sát MA thì các bạn mình sẽ dạy cụ thể rõ ràng ở một cái video khác, nhưng mà bằng nhưng mà chúng ta có nhìn thấy này, giá nó phá qua này trong một cái chu kỳ tăng này, bạn nhìn thấy này, MA 36 này, đây dây vàng là 36 này, dây xanh là 12 này, thì các bạn nhìn thấy này, trong một chu kỳ này, trong một chu kỳ tăng tăng mạnh của Bitcoin này, thì giá Bitcoin luôn luôn nằm trên đường MA 36, mặc dù có đôi lúc là nó phá qua, nó chưa phá qua hẳn đâu, đây là gọi chưa phá qua hẳn đâu, mà nó gọi là tạm thời đi qua, nhưng mà lại không sẵn khẳng định xu hướng giảm, nó lại từ cái vùng hỗ trợ, cái vùng giá trị của JMA này, nó lại bật hồi lên, nó lại xuống này, lại test EM36 này, lại tiếp tục ST36 này, xong lại hồi lên này. Nhưng mà chỉ có duy nhất cái lần này, bạn nhìn này, duy nhất lần này này, lần này là bắt đầu nó phá qua EM36 này, đấy, nó cái lên nó phá hẳn qua này, nó lại hồi lên này, nó test lại dây M36 nhưng mà nó lại không vượt qua được, mà cuối cùng nó lại bị xả xuống này. Thì đấy, đấy chính là một cái nhận định về cái xu hướng dựa vào EMA 36. Dựa EMA 36 này nó chính là EMA 200 của H4. Thì mình thường nếu mà trong một cái thị trường mà tăng mạnh như kiểu là vàng hoặc là Bitcoin hoặc những con nào đang tăng mạnh, một xu hướng rất là mạnh, thì thường dây EMA 36 nó sẽ đỡ đỡ cái xu hướng đấy. Khi mà nó phá cái xu hướng đấy thì cái xu hướng nó sẽ bị đảo chiều. Cái đó là cái cách nhìn nhận mình về dây 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 EMA 36 thì à, dây, dây dây EMA 200 của H4 hoặc là dây EMA 36 của D1. Cái đó chính là cái mà mình nhận ra được sau khi trong quá trình mình đúc rút kinh nghiệm, mình đã rút được ra được rất nhiều kinh nghiệm từ cái quá trình mình chơi. Đó thì mình để ý được. Nhưng mà bạn nhớ nhé, phải là một chu kỳ mạnh nhé, tăng mạnh đấy. Tăng mạnh như đợt Bitcoin vừa tăng từ 4.000 lên đến 20 tăng đến 65.000 ấy, thì nó tăng rất là mạnh và điểm hồi của nó hầu như rất là lông, thì lên mà chúng ta mới có thể áp dụng cái lý thuyết về cái đường EMA 200 của H4. Và thứ hai là chúng ta có thể nhìn được cái đà của con sóng, các con sóng nó tạo khi mà nó đi, giá nó tăng thì chúng ta có thể nhìn thấy rất rõ cái con sóng từ gần đây đi, để bắt đầu tuần sóng từ đây đi, đây này.
Đấy, chúng ta có thể thấy các bạn mình vẽ các con sóng này. Các bạn có thể con sóng, các con sóng đẩy, các con sóng chính của xu hướng tăng đang bị ngắn dần, đang ngắn dần, đang ngắn dần này. Và các con sóng điều chỉnh của xu hướng phụ đang dài hơn. Đây bắt đầu mình sóng dài này, ngắn này, sóng đẩy chính này, sóng phụ này, sóng chính này, sóng phụ này, sóng chính này. Thì những cái con sóng chính tăng đang yếu dần, đang ngắn dần, chứng tỏ cái lực nó đang bị đuối dần. Và các con sóng phụ, các con sóng sóng phụ nó đang dài hơn ra hơn. Các con sóng điều chỉnh. Đây các bạn nhìn này, từ đây này, ngắn này, đến đến cái con sóng của điều chỉnh của cái sóng cuối này. Đấy, các bạn nhìn thấy là từ từ 65 nó về đến 47 này. Đó, thì các bạn có thể nhìn thấy là cái con sóng phụ này nó đang rất là dài. Và có thể nó chứng tỏ cho cái việc là khả năng xu hướng đảo chiều rất là cao. Con sóng phụ là xu hướng giảm, giờ đang có khả năng đảo chiều thành xu hướng chính. Và cái thứ hai nữa là chúng ta có thể vẽ tạo một cái chen line ngắn. Đấy, bắt đầu từ cái chân sóng từ đây chẳng hạn, thì nó đã phá qua này. Đấy, đây nó đã phá qua này, nó đã phá qua cái chen line này, chen line đi qua là 3 điểm, 1, 2, 3 điểm này. Đấy, nó đã có phá qua chen line này. Thì kết hợp với lại các bạn có thể dùng thêm những cái chỉ báo khác để kết hợp là mình xem xét được xem là cái xu hướng thị trường nó đang như thế nào. Đó, thì chúng ta có thể là kết hợp các yếu tố lại với nhau để nhận xét được cái xu hướng. Và cái thứ ba nữa thì đó, mình là muốn nói đến cái cấu trúc thị trường. Hiện tại cái cấu trúc tăng đang bị phá vỡ, cái cấu trúc tăng nó đang bị phá vỡ. Các bạn nhìn thấy này, như mình nói này, khi mà trong cái chu kỳ tăng này luôn tạo các đỉnh cao hơn này, đỉnh cao hơn này, này tạo ra cái đỉnh cao hơn này. Các đáy cao hơn này, được chưa? Đấy nhá, luôn tạo các đỉnh cao hơn, luôn tại các đáy thấp hơn, à cái đáy cao hơn. Nhưng mà đến tại thời điểm này, khi mà giá từ 65k về 47k thì nó đã tạo một cái đáy thấp hơn. Đó, thì đây nó đã phá cái được cái cấu trúc của thị trường. Trong cái thị trường tăng, trong một thị trường tăng thì giá luôn tạo đỉnh cao hơn và đáy cao hơn, nhưng mà tại cái đáy này nó đã tạo một cái đáy thấp hơn. Đó thì chính là cái cấu trúc của thị trường tăng đã bị phá vỡ, bị phá nhưng mà chưa xác nhận nhé. Nếu mà nó xác nhận thì nó phải phải có một cái đỉnh, nó đang đi lên này, giá đang hồi đây, giá đang hồi này, hồi lên đây, thì nó phải tạo một cái đỉnh thấp hơn và bắt đầu nó phá qua cái đáy cũ này. Thì đó chính là xác nhận của một xu hướng đảo chiều trong cái nói về về cái nhận định về cái cấu trúc của thị trường. Thì đó 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 chính là hai cái xu hướng và cái cấu trúc. Thì mình đã nói cho các bạn là cái yếu tố cấu thành tạo nên xu hướng và cái cấu trúc thị trường như thế nào. Thì về cái đánh giá ấy, của mình ấy, thì khả năng nó bắt đầu một cái xu hướng downtrend, thị trường bắt đầu quay đầu đảo chiều giảm sau một chu kỳ tăng rất là mạnh, rất là dài, từ 3k mấy, 3k 8, 4k lên đến 65k thì bắt đầu giá có khả năng đảo chiều quay đầu giảm, bắt đầu một chu kỳ downtrend dài hạn. Đó thì thực ra chúng ta bây giờ, việc của chúng ta bây giờ là phải xem giá thế nào và cứ canh cao là chúng ta bán xuống thôi. Giá hồi đến đâu và cái vùng nào có khả năng đảo chiều thì chúng ta sẽ bán xuống, tiếp tục bán xuống. Thực ra mình đã thực hiện cái việc đấy từ đầu, từ khi mà giá từ 65k, từ 65k đấy, nó giảm, nó hồi về, xong tiếp tục giảm hồi về thì liên tục mình đã nhồi lệnh, mình đã đánh. Đó thì chính là cái về cái xu hướng thị trường hiện tại, xu hướng thị trường nó đang diễn ra như vậy. Và quay trở lại với diễn biến giá hiện tại thì chúng ta có thể thấy được rất rõ cái sự tạm thời hồi lên của giá này sau một một cái chu kỳ giá giảm từ 65 về đến 47. Đó, thì đây thực ra từ đây nó có một nhịp hồi nhẹ này, nhưng mà chúng ta chính cả chu kỳ là từ 65 đến 47 thì bắt đầu về đây giá bắt đầu nó hồi lại. Đấy, hồi lại này. Thì thực ra thì khi mà mình short từ 63, 62 ấy, thì cái vùng vùng của mình để ý tới ấy, vùng của mình canh ấy,
thì thực ra nó là ở cái vùng 43 cho đến 47. Đây có một cái đây 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 có một cái hỗ trợ này. Nó tạo một hỗ trợ đây, cái pin này tạo một hỗ trợ này, một vùng hỗ trợ ở đây này. Và đây nó là cũng một vùng hỗ trợ vùng 43 này. Đó, thì hai cái vùng này này. Đấy đó, hai cái vùng này là hai cái vùng mà có thể về nằm trong cái khoảng từ 43 đến 47. Mình đã canh chốt lời ở cái vùng này. Đó, nhưng mà khi mà giá nó về đến đây này, khi mà giá tạo những cái pin này, cái pin từ trước này, cái pin này này. Đó, thì thực ra mình đã nhìn thấy cái lực lên của nó nên là mình đã chốt từ năm 8 mấy năm 9 ấy, chứ mình không không gồng về đến 47. 47 là hơi hơi vói này. Đó, thì khi mà giá nó về đến đây này, nó đã về đến gần vùng 47 này, 48 mấy này, 48 này. Đó thì về đến đây cái là mình khi mà giá cái cây nên là rút chân lên cái là mình đã có cách xử lý lệnh, đã báo đóng bớt lệnh như rồi. Thì đó chúng ta nhìn thấy này, một đã giảm mạnh này, nó bắt đầu hồi lên này. Thì thực ra khi mà giá nó về đến cái vùng 47 này, nó là cái vùng mình đã chú ý rồi, mình đã đặt cái mục tiêu target của mình rồi. Sau đó nó xuất hiện những cái cây nến này, cây nến pin này. Rút chân lên, chứng tỏ là bên mua đã xuất hiện, bên mua đã xuất hiện và bên mua đang 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 giằng co, đang đang chiếm ưu thế trở lại. Khi mà nó tạo thành khi mà giá về đến đây này, xong lập tức bị bên mua mua lên, rút chân lên. Đó, liên tục tạo thành những cái cây pin rút chân thể hiện cho cái sự quay quay đầu của bên mua nó đã quay trở lại và làm giá đẩy giá lên. Thì thực tế là khi mà giá đấy, giá bắt đầu nó tạo tạo hai cái cây lớn như này, hay là cái một cái pin này. Và zoom lên cho các bạn nhé. Đây. Bộ đôi cái pin này. À, chúng ta thấy bộ đôi cái pin này. Là khi mà giá nó về đến đây nhá, về đến vùng 47 này. 47 48 này. Đó thì nó tạo một cái pin này. Xong bắt đầu tiếp tục cây pin sau này. Cây pin sau này. Đây là một cây pin nhưng mà cây pin này nó không được mạnh lắm. Nhưng mà lại nằm trong cái toàn bộ trong cái cây pin trước này. Đây chính là một cái cụm nến inside. Đây chính là một cái cụm nến inside này, thể hiện cái lực nó đang bị lén lại này. Đang bị lén lại và có khả năng đảo chiều này. Khi mà tạo thành cái hai cái cặp nến inside này. Thì khi mà tạo thành hai cặp đến inside này thì mình đã hình dung được cái mình đã mường tượng được cái kịch bản nó sẽ diễn ra như thế nào. Đương nhiên là nó sẽ không có chuyện là khi mà tạo thành cái pin này luôn và nó sẽ tăng lên luôn đâu, mà thường nó sẽ có một cái cây nến nó đóng thẳng xuống, nó phá qua cái này tạo thành một cái phá vỡ giả. Thì đây chính là một cái cụm nến này, nói rộng ra thì đây chính là một cái cụm nến phá vỡ giả này, bao gồm một một cái cụm nến inside và một cái cây pin ba phá vỡ phá xuống nhưng không khẳng định được, không không phá được mà lại hồi lại lên. Thì đây chính là tạo thành một cái cặp phá vỡ giả, cặp nến phá vỡ giả hay gọi là cặp nến pha kỳ đấy. Thì khi mà mình nhìn thấy hai cái nến trước này rồi mình đã dự đoán được là khả năng cái sau nó thành tạo thành một cái pin nó phá qua đây và nó không 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 phá được hẳn mà nó break out, fake break out thì nó sẽ quay trở lại, thì nó tạo thành một cái cặp nến pha kỳ rất là đẹp, báo hiệu cho một cái đảo chiều nhẹ, cái đảo chiều của giá hồi khi mà giá nó giảm mạnh. Thì thực ra bạn có để ý bạn có thể nhìn thấy này, đây này chính cái cặp nến này, đây nó cũng tương tự như đây luôn, đây cũng chính là một cặp nến inside và một cái cây pin ba phá vỡ giả phá qua cái vùng này bắt đầu là quay trở lại này, thì nó tạo thành một cái vùng tạo thành một cái cặp nến pha kỳ này. Đó, đó chính là cái cặp nến pha kỳ. Thì nếu mà bạn để ý nhìn thấy rõ thì chúng ta có thể nhìn thấy quá khứ nó đã diễn ra như vậy rồi. Thì cái Bitcoin nó rất hay tạo thành những cái cặp cái kiểu kiểu như vậy, cái cụm nến pha kỳ như vậy. Thì chúng ta có thể dựa vào quá khứ để chúng ta nhìn thấy khi mà giá nó bắt đầu nó tái hiện lại thì chúng ta có thể nhìn thấy được và chúng ta sẽ bắt được những cái cú như này. Thực ra thì mình cũng đã bắt được một cú ở đây nhưng mà nó hơi fail là khi mà mình đây chính xác là cái cặp nến này, đây khi mà giá nó về đến đây này vùng 47 45 cũ này 47 năm này, cái cản cũ này nó tạo thành một cái pin nhỏ ở đây này. Thực ra mình đã bắt cây này nhưng mà hơi sớm này và hiện tại giá nó đang hồi lên này, đang hồi lên này. À, khi mà tạo thành một cụm nến pha kỳ bắt đầu đảo chiều và hồi lên này thì cái vùng mà chúng ta sẽ chờ đợi, chúng ta sẽ tiếp tục chờ đợi để canh cao để bán xuống, thì cái vùng mà giá mà đáng chú ý để chúng ta xem xét cho giá nó có thể về đâu và nó sẽ quay đầu tiếp tục đi xuống. Thì trên đây mình đã đánh dấu rất rõ ràng các vùng bay, các vùng cản, các vùng kháng cự rõ ràng, đây chúng ta có thể canh cao. Thực ra về về đến vùng này này, đây giá hiện tại nó đang về đến vùng 54 này,
Thì đây cũng chính là một cái cản, cái cản cũng rất là ok đấy, là mạnh đấy. Nhưng mà cái vùng mà mình hướng tới vẫn là cái vùng vùng 5556 này, 5556 57 này. Thì trong 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 ba cái khoảng giá trong cái vùng 5556 đấy, 56 cái vùng 56 giá 56 thì giá nó có thể khả năng nó sẽ quay trở về đây. Đấy, quay trở về đây và chúng ta sẽ phải chờ thêm là các tín hiệu về giá, các cây nến hoặc cụm nến. Đó, thì chúng ta phải chờ thêm cái đấy hoặc là các mô hình. Hoặc các mô hình ở đây nó xuất hiện thì chúng ta có thể là tiếp tục bán xuống nếu mà các tín hiệu đấy nó xuất hiện. Và đây mình đang chờ đây, nếu mà H4 này các bạn cứ canh để ý này. EM200 này thường nó sẽ test về đây này. Trước đây nó giảm, nó phá quay, nó xong hồi đây nó test đây này. Thì khả năng là một lần nữa nó sẽ test lại cái EMA200 của H4 này. Thì chúng ta đây, các vùng tự mình đã đánh dấu đây. Vùng đầu tiên là vùng 51K này, xong bắt đầu đến vùng 54K này, 55-56K này. Và sâu hơn nữa thì sẽ có thể là vùng 59-60K này. Nhưng cái vùng kỳ vọng của mình thì vẫn chỉ là 56-57, 55 thôi, trong cái khoảng đấy. Thì chúng ta sẽ có thể chờ về cánh đây để xem các tín hiệu nến hoặc là các tín hiệu về mô hình biểu đồ nó có xuất hiện không. Nếu mà xuất hiện thì chúng ta tiếp tục bán xuống và tiếp tục canh chốt lời ở cái vùng 43 này. Đợt này nó có khả năng nó sẽ phá qua luôn vùng 47, về đến vùng 43 luôn, hoặc là có thể đến tận 40 luôn. Nếu mà phá 40 thì nó sẽ về sâu hơn rất là nhiều. Đó, thì chúng ta sẽ phải canh chờ từng bước một để chúng ta xác định được là giá nó đi như thế nào và đến các vùng vùng giá đáng chú ý, các vùng quan trọng thì nó phản ứng như nào, chúng ta sẽ tiếp tục có những cái hành động nó đúng, chứ không được mà đặt trước hoặc là chúng ta chờ xem trước thì nó sẽ rất dễ bị fail. Và trên đây chính là cái nhận định của mình về xu hướng của Bitcoin trong cái tình hình hiện tại và cái xu hướng ngắn hạn và giá Bitcoin nó có thể đi về các vùng như thế nào thì chúng ta có thể nhìn thấy là rõ. Và chúng ta có thể dựa vào trên những cái mà mình đã nói ra, chúng ta có thể là cái chuẩn bị cho mình cái kế hoạch cụ thể đỡ bị động hơn trong quá trình là chúng ta giao dịch Bitcoin. Thì trên đây là cái nhận định của mình về cái Bitcoin đó. Thì ai có câu hỏi gì có thể đặt ở cái câu hỏi ở comment ở bên dưới đấy. Và các bạn hãy nhớ đăng ký kênh, subscribe kênh và chia sẻ đến cho nhiều người biết hơn để chúng ta có thể có những cái cộng đồng nó vững vàng hơn trong cái thị trường crypto này. Sau đây xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở những cái video sau nhé.